trong lại. Và cái gì thì sự sửa đổi lại, và con rất là hoan hỷ hai mặt trên sư ngày đầu năm sư giàu giảng cho chúng con. Đây là ngày thứ bảy và con rất là mừng, và khi con điện thoại đến ngài, ngài nhận lời, con rất là mừng, và con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ơn ngày trước ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, bây giờ thì Diệu Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học ghi diệu pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến ngài ạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiên Văn Đệ Tử Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học vấn đề đầu tiên trong năm mới. Trước hết, chúng tôi xin được chúc Tết đến một toàn thể chư tăng và Phật tử trong rừng Pháp Cú Kinh chuyên đề. Một năm mới an lạc, cát tường và niềm tin Phật pháp kiên cố. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantam adhivadini svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami Supatipanno bhagavato savaka sangho sanghaṃ namāmi. Kính bạch chư tổ đức, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục học duyên tốt hợp đến bài 9, sắc Phật thực duyên, và bài 20, tấu hợp duyên Phật thực duyên. Ở trong chính tạng thì Đức Phật này sẽ thuyết chung lại gọi là Ahārāpacchayā, tức là Phật thực duyên. Nhưng trong cái chi pháp ngài trình bày về bậc thực duyên ngài có nêu lên ở 4 trường hợp. Sắc Phật thực trợ cho 28 sắc pháp ở trong thân, gọi là bậc thực duyên. Xúc thực trợ cho tâm tâm sở, sắc tâm và sắc nghiệp tiếp tục bằng một thực duyên. Tư thực, tư niệm thực, gọi là Sanchetana
trợ cho tâm tâm sở, sắc tâm sắc nghiệp tế tục. Thích cực Vijnana Hara, nó hỗ trợ cho tâm tâm sở, sắc tâm sắc nghiệp tế tục. Và khi mà dựa vào chi pháp này, các vị A-sa-lê, luận sư, thời thổ xưa, các ngài đã sắp xếp thành hai duyên cho dễ phân biệt. Bởi vì sắc vật thực nó là vật chất, là vô ký, thì nó trợ cho sắc bọn hoặc thực ở sắc bọn cho là bát rupa. Thì các ngài để riêng nó thành rupa hara pachaya, tức là sắc hoặc thực duyên. Còn xúc tư và thức thì nó là danh pháp. Nó trợ cho các pháp đồng sanh, danh pháp đồng sanh, sắc pháp đồng sanh. Trong thời bình nhật thời thì tế tục, nên các ngài để riêng ra thành Namahara Pachaya là danh của thực duyên. Bởi vậy khi nói đến Ahara Pachaya là vật thực duyên, thì chúng ta phải hiểu chánh tạng thì nói một duyên, nhưng mà kể chi pháp thành ra có hai trường hợp. Vật thực năng duyên là sắc pháp vô ký, và trường hợp thứ hai, vật thực năng duyên đây là danh pháp, có thiện, có bất thiện, có vô ký. Người xếp thành hai duyên. Và hôm nay chúng ta cũng có đủ thời gian để chúng ta học cả hai duyên. Nên trong năm chúng ta đã nêu lên cái đề tài bài học để sẵn. Và vì ngày thứ bảy cuối năm, cái ngày hôm đó lẽ ra phải dài, nhưng mà chúng tôi mệt quá, do vì cận Tết nên chúng tôi cập rập câu chuyện. Cho nên tuần rồi thì chúng tôi lại thông báo cho cô Nhật Quỳnh, cho lớp Mỹ, và hôm nay thì đã qua những cái ngày xuân rồi, mặc dù chúng tôi cũng còn bận rộn. Ngày hôm nay chúng tôi cũng phải đi thuyết pháp ở trên thành phố, trên Sài Gòn mới về. Ngày mốt chúng tôi lại phải trở lên thành phố, trên Sài Gòn để mà đi thuyết pháp nữa trong cái ngày xuân. Nhưng mà hôm nay chúng tôi cố gắng để ra vào rung pháp quốc kinh và giảng bài vi pháp, để cho có sinh hoạt cái điều đặn.
tiên chúng ta cần phải ôn lại cái vấn đề tứ thực. Bài học về tứ thực chỉ ở đây chúng sanh được duy tồn nhờ vật thực sape sata ahara tikka. Phật ngôn này chúng ta cũng đã có dịp học qua trường bộ kinh, bài kinh Phúng Tụng, cái phần pháp một chi. Ở đây trong 31 cổ thì cổ nào có sắc mà không có danh thì cổ đó chỉ có một cái lợi duyên là sắc và thực duyên thôi, tức là cái cõi vô tưởng, cõi phạm thiên vô tưởng, vô tưởng là xây nhà sơ phá. Còn cõi nào có danh mà không có sắc thì cõi đó chỉ có danh một thực, ba danh một thực duyên thôi, tức là xúc, tư và thức. Đó là cõi vô sắc, cõi ngũ sắc giới. Còn cõi nào được gọi là cõi ngũ uẩn thì cõi đó chúng sanh có cái tự thể tập phàm quá, nhưng gồm có cả danh và sắc, như là 11 cõi dục giới, 15 cõi sắc giới hữu tưởng của cấp vị phẩm thiên, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền quảng quả và năm cõi định cư. Như vậy thì chúng ta có 26 cõi ngũ uẩn. Với 26 cõi ngũ uẩn đó thì chúng sanh duy trì nhờ tứ thực. Còn cái cõi nhất uẩn, tức là cõi vô tưởng đó, chư phạm thiên ở cõi này được duy trì tồn tại là do nhờ sắc vật thực duyên. Ở trong cái bọn sắc mạng quyền. Còn cõi phạm thiên vô sắc giới, chỗ đó được duy trì do nhờ ba danh, danh vật thực duyên. Chúng ta luôn luôn phải nhớ và nắm bắt chi pháp như vậy. Thực ra thì người cư sĩ chúng ta, người Phật tử chúng ta, do vì cuộc sống ở bên ngoài phải bị chi phối bởi xã hội, môi trường xã hội, bị chi phối bởi các cái nghề nghiệp sinh nhai, và chúng ta không có môi trường để thường xuyên
nghiên cứu suy xét về duyên hệ chính vì chỗ đó. Lâu lâu một tuần chúng ta học một lần chúng ta dễ quên lắm. Có những lúc 2-3 tuần chúng ta mới học lại thì làm sao chúng ta có thể nắm bắt nhớ được. Bởi vì cái danh từ Phật học ở trong duyên hệ, trong biện pháp thì khó nhớ, khó hiểu lắm. Chúng ta học ở đây chỉ là học giống như là chân duyên vậy. Ở trong bài 19 là chúng ta nói về tổ hợp sắc và thực duyên. Như chúng tôi đã nói, sắc và thực duyên ở đây tức là sắc và thực nội và sắc và thực ngoại trợ 28 sắc pháp trong thân hay 23 bộ sắc. Nói thì nói tóm tắt như thế, mà ở đây chúng ta phải hiểu trong 28 sắc pháp đó có một loại sắc được gọi là ahara rupa, sắc vật thực. Thì sắc vật thực này nó trợ giúp cho thân được, cái thân này được tồn tại, nó cho hai cái loại vật thực kapalinkarahara tức là sắc vật thực ngoại như là cơm, nước, bánh, trái, rau, củ quả. Cơm, bánh, rau, củ quả mà chúng ta ăn vào, chúng ta uống vào thì cái vật thực ở bên ngoài đó, chúng ta ăn thì chúng ta uống vào trong thân, nó sẽ giúp cho, nó sẽ trợ cho cái thân mình, sắc của này được sống còn. Nhưng mà nói như vậy cũng chưa đủ, bởi vì cơm, bánh, rau, củ quả hay là đoạn thực mà chúng ta ăn vào, cái bộ tiêu hóa của chúng ta nó còn phải sàng lọc nữa. Tức là hệ tuần hoàn nó có sự chuyển đổi, nên vật thực đó nó chỉ lấy cái tinh chất, cái sinh tố ở trong vật thực mà chúng ta ăn vào để nó nuôi các cái tế bào thân, hay là nó phát triển những cái tế bào thân. Còn cái cặn bã vật thực thì nó đưa xuống ruột già để mà nó tống khứ ra bên ngoài, còn giữ lại là cái chất bổ nó thẩm thấu qua ruột non và nó dẫn đi ở các cái bộ phận như là tâm can tỳ phế thận, máu vân vân.
thì cái tính chất của vật, tính chất của vật thực, cái chất bổ dưỡng đó chúng ta gọi là ô giác hay là sắc thực thực nội, thì cái sắc vật thực ngoại đó, thì nó chỉ trợ duyên cho thân này một cách tổng quát. Chúng ta đang đói, chúng ta ăn vào để cho no bụng, để chúng ta đừng có bị ngất xỉu vậy thôi. Nhưng mà cái gọi là nuôi cái tế bào thân, nuôi máu trong thân, hay là nuôi dưỡng lục phủ ngũ tạng cho được tươi tốt, cho được khỏe, cái đó phải nói ô giác là sắc vật thực nội. Thì ở đây chúng ta phải hiểu năm nguyên trong trường hợp này là chỉ cho sắc vật thực nội và sắc vật thực ngoại. Nhưng mà sắc vật thực ngoại thì có khi phó hay không, ví dụ buổi sáng chúng ta ăn rồi chúng ta ngưng mãi cho đến buổi trưa chúng ta mới ăn nữa, hay là ngưng để đến buổi chiều khi mà đói chúng ta mới ăn nữa, hoặc là có khi 2-3 ngày mà chúng ta bỏ ăn, không có tiếp thu cái vật thực ngoại vào. Thì lúc đó thân này được tồn tại, được sống đó, là do nhờ cái vật thực nội nó duy trì. Dù cho chúng ta có nghỉ ăn một ngày hai ngày nhưng mà vẫn còn sống, mặc dù chúng ta bị đói lả nhưng mà còn sống, các cái tế bào nó vẫn phát triển là do vật thực nội. Cho nên vật thực nội nó có mặt. Nhưng mà 28 sắc pháp đó, thì cái sắc vật thực nó trợ cho 27 sắc pháp kia đó. Thì chúng ta phải là 27 sắc kia, nếu mà phân theo bọn thì nó có tới 21-23 bọn. 9 bọn thuộc về sắc nghi, 8 bọn thuộc về sắc tâm, 4 bọn thuộc về sắc quy tiết, và 2 bọn thuộc về sắc vật thực. Nghĩa tâm quy tiết vật thực. Là 4 nhân sanh sắc pháp. Cho nên cái sắc là do nghiệp, nghiệp thủ tạo ra, do nghiệp tạo ra. Thì cái đó chúng tôi gọi là sắc nghiệp. Sắc mà do tâm tạo ra, như là nó tạo ra cái sự đi, sự đứng, sự nằm, sự ngồi. Đại quy nghi tạo ra tiểu quy nghi. Nó tạo ra cách nói, cách cười, cách khóc, nó tạo ra cái sự kiềm vững của nhi, hay là nó tạo ra hơi thở ra từ vào. Cái đó chúng ta gọi là sắc tâm chia tay chát hay rụt mắt. Rồi cái sắc quy tiết đó, thì trong đó nó chỉ có 4 bọn. Bọn bát thuần, bọn thinh, bọn đặc biệt, bọn thinh đặc biệt. Thế mà phân tích ra, không nói thì thôi, mà nói ra thì có lẽ là chúng ta không nhận ra được. Chỉ khi nào mà chúng ta là người
và chuyên tâm nghiên cứu về luận A Di Đà diệu pháp thì chúng ta mới nhận ra cái đó. Thì ở đây chúng ta chỉ nhớ biết một điều như thế này: ở trong pháp vô vi, cái gì mà nó nuôi dưỡng cái pháp khác cho được tồn tại, nó y như là thức ăn của cái pháp khác, thì chúng ta gọi cái thức ăn đó gọi là vật thực ahara. Cái chất dưỡng tố ô chát hay là cơm bánh rau củ quả, nó có những cái chất vitamin mà khi chúng ta sử dụng nó làm vật thực để bồi bổ sắc thân này, thì đó cũng là một loại vật thực mà chúng ta rất là dễ hiểu, vì chúng ta ngày ai cũng phải ăn phải uống hết. Nhưng mà riêng về ba cái loại dân thực, tức là xúc, xúc sở sân thọ, xúc duyên cho thọ gọi là phát sát sầm bách trị gia, về đề na sầm phao vật tí, thọ sanh khởi, thọ khổ, thọ lạc, thọ xả. Thọ có mặt là do dây xúc, xúc ở đây tức là căng, chạm cảnh, đã sanh thức, căng cảnh và thức, ba cái hiệp hội đó chúng ta gọi là xúc. Và xúc là cái chất liệu cho thọ, là thức ăn cho thọ, cho nên xúc được xem như là xúc thực phát xa hà ra. Rồi tư niệm, chúng ta vừa rồi học về sở tư, tâm sở tư, chitana, thì tư nó đúng cái vai trò là nghiệp. Nó có câu sinh nghiệp và gì thì nghiệp, nó tạo, nó là vật thực, là chất liệu cho tâm quả phát sinh. Cho nên Sanchitana Hara là cái niệm thực, thức thức thực. Vinyana Hara thức ở đây chỉ cho sắc, chỉ cho thức quẩn hay gọi là tâm. Thức quẩn đó nó là nó trở thành cái vật thực để lưu dưỡng thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Hoặc nói cách khác là tức là cái tâm trước, cái sắc ra trước, nó trợ cho cái sắc na sau sanh khởi tiếp nối. Cái trường hợp này chúng ta cũng gọi là danh trợ cho danh. Nhưng mà một điều mà chúng ta cần phải chú ý, mặc dù thức đã diệt trong một sắc na, nó trợ cho thức ở cái sắc na kế tiếp sanh khởi cũng là thức quẩn trợ cho bốn danh quẩn. Nhưng trong trường hợp đó là nó trợ bằng cách là nát thiết bạch trì giá, quy khởi tác bạch trì giá là vô hữu, là vô hữu và ly khứ duyên,
năng sở cũng có Phật, nhưng mà ở đây danh Phật thường duyên có nghĩa là xuất tư và thức á, nó trợ cho các pháp động sinh thuộc sát na. Chỉ có như vậy ở trong cuộc sống của chúng ta thôi. Không phải chúng ta chỉ có tồn tại là do nhờ thức ăn không đâu, mà nó còn do cái tinh thần của chúng ta nữa. Bởi vì đời sống tinh thần nó cũng như là một cái thức ăn. Nếu đời sống tinh thần mà không có đầy đủ thì tự nhiên thân này cũng sẽ tiêu tụy. Chẳng hạn như cái câu người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, thì cái trạng thái tâm lý đó nó cũng là một cái thức ăn cho cuộc sống. Chúng ta hiểu như vậy ở trong đời sống của chúng ta. Khi mà chúng ta hiểu được cái triết lý sắc vật thực, danh vật thực, hay là thức ăn vật chất và thức ăn tinh thần, nó có thể trợ duyên cho cái cuộc sống này được tồn tại, được sống còn, thì chúng ta hiểu được cái triết lý rồi thì chúng ta học về cái bài học 19 và bài học 20 cũng không khó. Thì bây giờ trước nhất là chúng ta nói cái sự tấu hợp của sắc vật thực duyên. Như đã nói, sắc vật thực nó thuộc về sắc pháp, thuộc vô kiến, và nó trợ cho sở duyên là chín bộ sắc duyên, tám bộ sắc tâm, bốn bộ sắc nguyên tiết và hai bộ sắc vật thực, cả thảy là 23 bộ sắc. Nó thuộc về sắc vật thực ở đây, nó nằm ở trong sắc bất ly. Sắc không có lìa xa được. Mỗi một cái tế bào sắc của chúng ta bao giờ nó cũng phải có cái chất dưỡng tố nó mới nuôi cái tế bào sắc đó. Nếu mà tế bào sắc mà nó không có cái sắc vật thực nuôi dưỡng thì tế bào đó nó sẽ hư thối. Chúng ta gọi cái trạng thái gọi là ung thư, nó bị hoại tử đi, bị hoại tử. Thì bây giờ cái trường hợp này chúng ta chỉ có một câu yếu tri là vô ký trợ cho vô ký thôi. Và khi nói đến vô ký trợ vô ký, và theo kiểu mà sắc vật thực trợ duyên cho 23 bọn sắc pháp, thì chúng ta dựa trên cái chi pháp đó mà chúng ta nói duyên tố hợp nó có hai duyên, tức là vật thực hiện hữu duyên và vật thực bất ly duyên. Tại sao gọi là vật thực hiện đủ duyên và tại sao gọi bất ly duyên? Là bởi vì sắc pháp mà nó nuôi thân thể đó, nó nuôi tới bào sắc à. Cái sắc vật thực mà nuôi tới bào sắc là nó phải có mặt đồng thời với cái bọn sắc đó nó mới nuôi được. Chúng ta lấy cái ví dụ, nếu mà
cơm dọn lên trên bàn mà để ở ngoài bàn đó, để trong chén, trong tô. Thì chúng ta ngồi đó chúng ta nhìn cái mâm cơm đó, chứ không phải vì vậy, nhờ vậy mà chúng ta no đâu. Chúng ta phải ăn vào trong miệng cho nó tiêu hóa, thì cái thức ăn mà được đưa vào trong trong bụng và nó tiêu hóa, cái vật thực đó nó mới làm cho mình no được. Nó phải hiện hữu, nó phải hiện hữu, năng phải hiện hữu với sở. Mà cái gì hiện hữu thời cái đó bất ly không lìa nhau, cho nên mới gọi là vật thực hiện hữu duyên và vật thực bất ly duyên. Và hai cái duyên đó được gọi là duyên tố hợp với sắc vật thực duyên. Bây giờ chúng ta lại nói đến sự tố hợp của danh vật thực duyên. Danh vật thực duyên ở đây theo tâm địa thiện thì nó có bảy phối tri. Bởi vì xúc là sở hữu xúc, nó thuộc về xúc trong 121 tâm. Tư hay là sở hữu tư, nó phối hợp với 121 tâm. Và thức ở đây là chỉ cho 121 tâm. Thì trong 121 tâm đó, 121 xúc đó, 120 đó, thì nó có 37 xúc tư thức, thức thực thiện, 37 tâm thiện. Thì 37 tâm thiện sinh khởi là có 37 xúc thiện, 37 tư thiện và 37 thức thiện. Thì khi xúc tư thức thiện mà trợ cho các pháp thiện khác đồng sanh với nó, thì như vậy được gọi là thiện trợ thiện. Rồi cũng là xúc tư thức thực thiện, nếu nó trợ cho 17 sắc tâm đó đồng sanh thì như vậy gọi thiện trợ vô kiến. Như vậy thì chúng ta có bảy câu ưu tri là thiện trợ thiện, thiện trợ vô kiến, thiện trợ thiện và vô kiến. Câu thứ ba gom lại cả hai trường hợp thiện và vô kiến. Rồi lại nữa, danh thực bất thiện nó trợ cho pháp bất thiện đồng sanh chắc na, như vậy là bất thiện. Danh thực bất thiện nó trợ cho 17 sắc tâm hoạt động, thì cái này gọi là danh trợ, gọi là bất thiện trợ vô kiến. Gồm hai cái đó lại chúng ta gọi là bất thiện trợ bất thiện và vô ký. Bất thiện ở gồm có 12, cho nên trong 121 tâm nó có 12 tố thiện, tức là 12 xúc bất thiện, 12 tư bất thiện và 12 thức bất thiện. Thì những cái danh pháp khác đồng sanh với tâm bất thiện thì đều nhờ xúc tư và thức nó nuôi dưỡng, nên gọi là bất thiện thức trợ bất thiện bằng danh vật thực duyên. Rồi khi mà tâm bất thiện nó còn có cái chức năng trợ tạo cho sắc tâm hành động, tâm bất thiện này là thức, thức của bất thiện.
xúc thực bất thiện và tư niệm thực bất thiện, thì cái trường hợp này chúng ta gọi là bất thiện trời cho vô ký. Câu thứ sáu là bất thiện trời bất thiện rồi vô ký. Rồi ở trong cái pháp vô ký thì mặc dù nói pháp vô ký thì trong đó có cả sắc pháp vi bàn, nhưng mà ở đây chúng ta không lấy, bởi vì cái danh thực tức là chỉ cho xúc, tư và thức, thì cái danh thực này nè, trong 17 hai tâm vô ký thì nó trở thành cái pháp vô ký, trợ cho pháp vô ký. Thì bây giờ chúng ta tìm đến duy ngọn, tức là vì danh vật thực duyên nó thuộc giống khâu sanh xá cha tác cha tiếp, cho nên ở trong danh vật thực duyên nó có 12 duyên, mà danh vật thực duyên nó là một rồi thì còn 11 duyên trong giống khâu sanh. Nó tối hợp với danh vật thực duyên là câu sinh trưởng duyên, câu sinh duyên, câu sinh lý duyên, câu sinh thượng hữu duyên, câu sinh bất lý duyên, câu sinh nghiệp duyên, câu sinh quyền duyên, hữu tương duyên, tương duyên, câu sinh bất tương duyên, dị thuộc á duyên, 11 duyên đó. Thì trong 11 duyên đó hay là nó tấu hợp với danh vật thực duyên ở bảy quyêu tri hết. Bởi vì khi mà chúng ta nói đến thiện, trợ thiện bằng danh vật thực duyên, thì ở đây chúng ta thấy danh thực, ba danh thực thiện trợ cho ba bảy tấm thiện cùng ba bảy sinh hợp. Thì ở đây chúng ta thấy khi nãy ta liệt kê 11 duyên thấu hợp, trong đó có cái gì? Câu sinh bất tương duyên, dị thuộc có duyên, hai cái này xài không được ở đây. Bởi vì thiện trợ thiện bằng danh vật thực duyên đó, thì danh về sở, năng về sở, năng về sở nó phải tương đương với nhau. Vì danh thì danh, còn ở đây câu sinh bất cứ thì nói ở khía cạnh khác. Còn chúng ta nói vị thuộc quả duyên không lấy được ở đây là bởi vì vị thuộc quả là thuộc pháp vô ký, mà ở đây chúng ta đang đề cập đến thiện trợ thiện. Cho nên chúng ta chỉ có chín duyên tốt hợp thôi, là câu sinh trưởng duyên. Trong trường hợp này chi pháp là tấu hợp với danh vật thực duyên, là 37 tâm trưởng thiện trợ cho 38 sân hợp. Nghĩa là chúng ta chỉ lấy thức vốn thiện nó tấu hợp trên vấn đề câu sinh trưởng, là chỉ lấy thức vốn thôi. Bởi dù cần tâm thẩm thì tâm ở đây mới được tâm trưởng mới lấy được, chứ còn dục và tư thì không có dính dáng gì cái chi pháp của tứ trưởng, cho nên chúng ta không lấy, hạn chế chi pháp lại. Rồi sáu duyên kế tiếp là câu sanh duyên, câu sanh y duyên, câu sanh nhận hữu duyên, câu sanh bất lợi duyên, hộ tương duyên, tương duyên. Cả sáu duyên này có cái chi pháp tấu hợp với danh vật thực duyên, thiện trợ thiện, thì chi pháp là đầy đủ, là sở xúc, sở tư và tâm thiện.
nó trợ cho 37 tâm thiện cùng 38 sở học. Thứ chín là câu sanh nghiệp duyên. Câu sanh nghiệp duyên ở đây, câu sanh nghiệp duyên mà tối hậu có danh vật thực duyên thì ở cái khía cạnh chi pháp chỉ là lấy tư thiện trợ cho 37 tâm thiện mà thôi. Còn câu sanh quyền duyên thì lấy ý quyền, ý quyền đây là ý quyền thiện là 37 tâm thiện trợ 38 sở hợp. Cứ như thế mà chúng ta tính ra rồi. Bây giờ chúng ta lại nói đến câu thứ hai, danh vật thực duyên thiện trợ vô ký, chỉ cho ba danh thực thiện trợ 17 tâm. Trong trường hợp này nó chỉ có 8 duyên tổ hợp: câu sinh duyên, câu sinh ly duyên, câu sinh hiện hữu, câu sinh bất ly duyên, câu sinh bất tương duyên, năm pháp tổ hợp với danh vật thực duyên thiện trợ vô ký là xúc tư và tâm thiện trợ 17 sắc tâm. Câu sinh trưởng chỉ lấy trên phương diện thẩm, trên phương diện tâm trưởng thôi, tâm trưởng thiện. Câu sinh nghiệp chỉ lấy trên phương diện tư thiện, tức là tư vật thực á. Rồi câu sinh quyền duyên trở lại lấy ý quyền, tức là 37 tâm, 37 tâm thiện. Mà đến khi mà chúng ta nói đến câu thứ ba là thiện trợ thiện vô ký thì chúng ta gom chung lại. Mà hãy chúng ta gom chung lại thì chúng ta phải chiết ra một bớt cái duyên tổ hợp, chỉ còn có 7 duyên. Câu sinh duyên, câu sinh ý duyên, câu sinh hiện hữu, câu sinh bất ly, câu sinh trưởng, câu sinh nghiệp duyên và câu nguyện duyên. Chúng ta chỉ lấy 7 duyên thôi. Còn cái trường hợp mà danh vật thực duyên mà bất thiện cho bất thiện đó, thì nó là danh trợ danh, cho nên chúng ta cũng lấy chính duyên tổ hợp giống như là chính duyên ở trong cái câu mà thiện trợ thiện vậy đó. Còn cái danh vật thực duyên bất thiện trợ vô ký thì có ba danh thực bất thiện trợ 17 sắc tâm. Thì trường hợp này nó có 8 duyên tổ hợp giống như là 8 duyên tổ hợp trong cái câu mà danh vật thực duyên thiện trợ vô ký, danh trợ sắc. Còn đến cái câu yếu tri thứ 6 thì nó gom chung lại hai trường hợp. Danh vật thực duyên bất thiện trở bất thiện vô ký thì gồm trường hợp thì có 7 duyên tổ hợp, là câu sinh duyên, câu sinh ly duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất ly duyên, câu sinh trưởng duyên, câu sinh nghiệp duyên và câu sinh quyền duyên. Nhưng mà đến câu yếu tri thứ 7 đó, danh vật thực duyên vô ký trợ vô ký thì chúng ta lấy rộng chút xíu, vì cái pháp vô ký này gồm có cái tâm vô ký, xúc sở xúc vô ký, sở tư vô ký. Do đại danh thực vô ký đó trợ 72 tâm vô ký cùng với sắc tâm và sắc nghiệp tế tục. Thì ở đây chúng ta có 11 duyên tổ hợp lấy đủ hết, nhưng mà cứ mỗi một tổ hợp như vậy thì chúng ta cố gắng chúng ta tìm hiểu
chúng ta gạn lọc thoát ra. Chúng tôi không biết là ở trong học viên chúng ta có sẵn cái giáo trình ở trong tay hay không. Vừa rồi thì chỉ có Phật tử về như cô Nhật Quỳnh về Việt Nam thì gặp trực tiếp với tôi, chúng tôi có tặng cho cái quyển Duyên Hệ Đại Cương. Còn những Phật tử khác trên rung thì chưa có được tới tay quý vị để bị cứu. Không biết ở trên Internet, trong cái trang web, trong cái website thì có hay không, có đăng tải lên trên đó hay không chúng tôi không biết được. Nhưng mà nếu quý vị muốn thì quý vị lên đó để tìm thử cái Duyên Hệ Đại Cương, chúng ta tiện về chúng ta theo dõi. Khi mà chúng tôi dạy cái môn này đó, mà dạy ở học viện thì bao giờ chúng tôi cũng cung cấp sách đầy đủ cho tăng ni sinh, mỗi người quỷ gì đó. Để khi mình giảng bài ở trên đó, thì yêu cầu họ đẩy sách lại. Nhưng mà khi về chùa riêng, về trú xứ riêng thì họ sẽ đem sách ra để họ đọc, nghiên cứu. Có như vậy thì mới tiến bộ. Chứ còn nếu như mà chúng ta cứ nói cứ nghe thế này thì thiệt chúng ta mệt mỏi để chúng ta nhớ. Có khi không mệt mỏi mà chúng ta buồn ngủ. Hồi nãy đến giờ trong rừng chắc có rất có nhiều người ngủ gục rồi, nghe không hiểu mà nghe hoài gì. Thôi thì bây giờ chúng ta học xong cái bài Danh Bậc Thượng Duyên đó, tới đây thì chúng ta cũng kết thúc bài học. Tuần sau chúng ta sẽ có một số người tới cũng ngủ cũng được. Google không có ngủ gì là tốt quá. Tuần sau chúng ta sẽ học về bài thu số 21. Cô Nhật Quỳnh quan tâm dùm cái bài học. Bài 21 tố hợp câu sanh nguyện duyên. Tố hợp câu sanh nguyện duyên. Cô Nhật Quỳnh có nghe rõ không? Chúng ta học tố hợp câu sanh nguyện duyên và bài 21. Và như vậy đó, là cái bài học của chúng ta. Bây giờ thì đã hết giờ rồi. Xin cô thỉnh Thượng Tổ Minh Hạnh Quang Thủy chúc phúc phương báo cho rừng. Nam mô Bụt Thầy. Vata sapa mangalang rakhanta sapa devata sapa buddha na phavena sada sati phuantu te. Vata sapa mangalang rakhanta sapa devata sapa dhamma na phavena sada sati phuantu te. Vata sapa mangalang rakhanta sapa devata sapa sangha na phavena sada sati phuantu te. Tất cả hạnh phúc hàng con người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin do hóa của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Thank you.
Dạ, sa thú lành thai. Dạ, Nhật Quỳnh giờ thấy câu chat của Cẩm Vân và Nhật Quỳnh xin đạo tràng vào cái link lúc nãy Nhật Quỳnh mới vừa đưa lên đó. Nhật Quỳnh nghe ngài nói nên Nhật Quỳnh chạy vào trang trang web thì thấy được cái bản thảo, cái link bản thảo của ngài đó. Thì xin mời quý vị vào trong này để có thể mà tìm được bài học của ngài giảng ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Dạ, con xin sám hối sư, con chạy không có kịp. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng và phước mà đã được học kinh Diệu Pháp ngày hôm nay. Và đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thụ bê kha rê bơ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pa quan tu bu chi ta so thành ca rôn tê tha vi ha ra man đa lê thê ra cha mạch cha na qua ca cha pịch kha vô sa ha ra mi ca đa na ba tê u ba sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha ích sa ra sa ba na phu ta su ki ta pa quan tu tê cha na bu cha dê bu cha an đam pháp hoa sanh se đa cha ta a tha vô ba ba ti ca nêu gia ni căng tham ma qua răng ba tịch cha tê sập bê bi đuột kha sa ca rộn tu sang khai văn tha tu chi răng sa thẳng thẩm mô thẩm ma ta ra cha phục ta la sang go ho tu sam mạc go qua a tha cha cha hê ta ya cha âm mê ra kha tu sa thẩm mô sập bê bi tham ma cha đi nơ vô thinh sam ba bu nai gia ma thẩm ma đi dập ba quê đi tê. Nam Mô Bích Tha. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con học về diệu pháp ngày hôm nay đến với chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong với ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới sa bà, nhất là vua trời đi cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong pháp cú kinh chuyên đề, nhất là xung quanh chùa Viên Giác, chùa Bửu Đức, chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong pháp cú kinh chuyên đề, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư tôn đức, nhất là ngài Tỳ Siêu được thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Con cũng kính nhân, con cũng nhất là ngài Tỳ Siêu. Cuối cùng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh. Dạ, rồi Nhật Quỳnh thấy rồi, vừa mở mắt ra. Dạ, Nhật Quỳnh xin làm y phân tâm ạ. Dạ, cuối cùng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả tẩy. Y đăng huynh nhân ni ba na sáp bát cha vô hô tú, y đăng huynh nhân ni ba na sáp bát cha vô hô tú, y đăng huynh nhân ni ba sáp bát cha vô hô tú. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài, nhất là ngài Tỳ Siêu đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy về diệu pháp cho chúng con, để được chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, và Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rung pháp cú kinh chuyên đề được hoàn mãn tốt đẹp. Nam Mô Bích Tha. Dạ, con kính chúc quý ngài, Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu được luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam Mô Bích Tha. Dạ, Nam Mô Tham Ma. Dạ, Nam Mô Sang Kha. Dạ, dạ kính chào tạm biệt đạo tràng. Dạ, kính mời Cẩm Vân đưa tay. Cẩm Vân có thể tải lại cái banh thóc cũ mà Cẩm Vân xài, cái banh thóc mới này là rất là cực đó. Nà, nếu mà Cẩm Vân cần cái banh thóc cũ thì Cẩm Vân được Quỳnh nghĩ cho Cẩm Vân nhờ sư Quy Niệm á, chứ Quy Niệm cũng đã tải được cái cũ rồi đó Cẩm Vân. Rồi, dạ mời Cẩm Vân nha. Cái này là mít, cái này là mít.